Bạn có biết gàu là nỗi ám ảnh với hơn 50% dân số Việt Nam, trong đó tập trung vào lứa tuổi 20 đến 60 và do đặc điểm có nhiều tuyến bã nhờn nên đàn ông dễ mắc gàu hơn phụ nữ. Gàu là kẻ thù khiến mất tự tin khi giao tiếp và hứng chịu vô vàn bất tiện trong sinh hoạt. Nói không với tóc tạo kiểu, không trang phục tối màu, không dám đội mũ bảo hiểm. Người mắc gàu phải nghe đến bội thực những thông tin quảng cáo, thực tế thì gàu vẫn quay trở lại dù sử dụng đến cả trăm chai dầu gội trị gàu. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra gàu? 1. Do cơ địa da đầu, khi tăng tiết bã nhờn và da khô do tia UV hay sử dụng xà phòng có độ kiềm cao đều làm mất lớp bảo vệ da đầu, gây nên gàu. 2. Do nấm Malassezia tăng sinh kích thích, phát triển tế bào sừng, kết hợp bã nhờn gây ra gàu. 3. Do dị ứng mỹ phẩm gây tổn thương da đầu. 4. Do chế độ dinh dưỡng và thói quen ăn mặn, cay, uống bia rượu, tâm lý căng thẳng. 5. Do thời tiết, gàu thường xuất hiện vào mùa đông nhiều hơn mùa hè. 6. Do gội đầu không sạch, không đúng cách. 7. Do mất cân bằng nội tiết sau tuổi dậy thì, khi tăng tiết androgen. 8. Hoặc cũng có thể do di truyền nữa đấy. Bạn đang đau đầu tìm cách trị gàu tận gốc, hãy 1. Tránh xa thói quen xấu gây gàu. Không gội đầu quá nhiều và mạnh tay hay lạm dụng những chất kích thích như xả, dưỡng, chất tạo màu, tạo kiểu, keo xịt tóc. Chăm sóc da đầu, làm sạch nhẹ nhàng, dùng tay xoa bóp đầu theo chiều tới lùi hoặc xoa tròn cho đến lúc da đầu nóng lên. Hãy làm như vậy từ 5 đến 10 phút, ngày 1 đến 2 lần để tăng cường tuần hoàn cho da đầu của bạn. 2. Tạo thói quen tốt để có da đầu khỏe mạnh từ những công việc đơn giản như giữ gìn vệ sinh da đầu, loại bỏ âu lo, căng thẳng, tạo giấc ngủ ngon. Nhớ dùng ít dầu, mỡ, đường, chất cay và cố gắng tăng cường rau củ, bổ sung vitamin, kẽm và các chất béo như omega 3 trong dầu ô liu, cải dầu, cá ngừ cho bữa ăn của bạn nhé. Bạn đã thực hiện tất cả những biện pháp trên mà tóc có vẻ hết gàu nhưng da đầu vẫn chưa hết ngứa. Đó là dấu hiệu bạn đang chưa trị gàu tận gốc và đúng cách. Giải pháp chữa trị dứt điểm căn bệnh khó chịu này là sử dụng dầu gội đặc trị có hoạt chất kháng nấm mạnh mẽ Kentoconazole. Các chuyên gia da liễu khuyên dùng dầu gội đầu trị gàu Henkenia chứa 1,5% Kentoconazole tiêu diệt tận gốc vi nấm gây gàu dai dẳng. Đặc biệt, Henkenia còn bổ sung axit béo diethanolamide từ dừa giúp hạn chế tình trạng khô sơ và làm bóng tóc, đem đến một mái tóc sạch cơ mềm mại. Để đạt hiệu quả trị gàu tốt nhất, bạn nên dùng Henkenia 2 tuần một lần liên tục trong 2 đến 4 tuần. Có thể dùng Henkenia một lần trong 1 đến 2 tuần để dự phòng gàu. Hãy trị gàu đúng cách cùng Henkenia.